Khu vực Nam Bộ đang bắt đầu bước vào mùa mưa. Đây cũng là thời điểm dễ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan trong mưa dông. Mới đây tại huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu đã xảy ra mưa dông kèm sét đánh khiến một người tử vong khi làm việc ngoài đồng. Cảnh báo trong chiều nay, mưa dông tiếp tục xảy ra ở Nam Bộ, khả năng cao đi kèm lốc, gió giật mạnh và đặc biệt là sét đánh. Sét có thể xuất hiện bất cứ lúc nào trong cơn dông, ngay cả khi mưa ngớt, trong vòng 30 phút sét vẫn có thể đánh xuống.